Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới quanh đề năm nhé. Hay, bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lượng từ điểm đồ vật. Trong tiếng Việt chúng ta đếm là hai cái ghế, hai chiếc xe đạp, ba quả táo, ba củ cà rốt, bốn quyển sách, ba căn nhà. Thì tương tự trong tiếng Nhật có rất nhiều loại lượng từ để đếm đồ vật. Cụ thể như sau, khi dùng để đếm máy móc thì người ta sẽ đếm là đài. Khi dùng để đếm những đồ vật mỏng thì người ta sẽ đếm là mài. Đếm những đồ vật thon dài sẽ đếm là thon hoặc là pon. Đếm đồ vật nhỏ thì sẽ là cô. Đếm đồ vật nói chung, mấy cái, mấy chiếc gì đó thì người ta sẽ đếm là chư. Hay, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể cách đếm đồ vật nói chung trước. Lượng từ đếm đồ vật nói chung dùng để đếm những đồ vật thông thường như là bàn ghế, đồng hồ, quả táo, quả quýt gì đó thì chúng ta đếm là thí dụ như một quả sẽ là hitotsu, hay một cái cũng là hitotsu. Hai quả, hai cái sẽ là futatsu. Ba quả, ba cái sẽ là mitsu. Tương tự, bốn sẽ là yotsu. Năm là itsutsu. Sáu là mutsu. Bảy là nanatsu. Tám là chatsu. Chín sẽ là kokonotsu. Mười sẽ là to. Và khi muốn hỏi mấy cái hoặc là mấy quả, chúng ta sẽ hỏi là ikutsu desu ka? Ikutsu desu ka? Hay, chúng ta có thể dùng tsutsu để đếm cho các đồ vật nói chung từ 1 đến 10. Hay, còn khi đếm từ 11 trở lên thì sao? Chúng ta chỉ cần dùng chữ số là được rồi. Hay, 11 sẽ là jiu ichi. Hay, 12 cái sẽ là jiu ni. 13 cái sẽ là jiu san. Né? Hay, đó là cách đếm đồ vật nói chung. Hay, các bạn hãy học thuộc cách đếm đồ vật nói chung từ 1 đến 10 nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến cách đếm máy móc xe cộ như là xe máy, xe đạp, ô tô, tivi, tủ lạnh, máy giặt gì đó. Hay, cách đếm chúng ta chỉ cần dùng số đếm cộng với chữ đai. Cô có số 5 là go, vậy thì 5 chiếc xe sẽ là go đai. Cô có số 10 là jiu, vậy thì 10 chiếc xe sẽ là jiu đai. Vậy thì khi cô muốn hỏi là có bao nhiêu chiếc xe, có bao nhiêu cái máy thì cô sẽ đếm là nandai desu ka? Các bạn đã nắm được chưa nào? Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đếm những đồ vật mỏng như tờ vé, đĩa CD, áo sơ mi hay tờ giấy thêm thư. Thì cách đếm chỉ cần dùng số đếm cộng với chữ mai là được. Ví dụ như số 6 là roku, vậy thì 6 tờ, 6 tấm sẽ là roku mai. Số 8 là hachi, vậy thì 8 tờ sẽ là hachi mai. Và khi chúng ta hỏi có bao nhiêu tờ, bao nhiêu tấm, thì chúng ta sẽ hỏi là nan mai desu ka? Nai i desu ka minasan? Này, tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu đến đếm người. Này, lúc nãy là đếm đồ vật thôi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cách đếm người trong tiếng Nhật nhé. Cách đếm người trong tiếng Nhật thì chúng ta chỉ cần dùng số đếm cộng với chữ nin. Ví dụ như là 5 người sẽ là go nin, 10 người sẽ là jiu nin. Và cũng có những trường hợp các bạn hãy lưu ý, một người chúng ta không đếm là ichinin, hay ichinin đâu, mà chúng ta đếm là hitori. Này, không đếm là ichinin nhé, mà phải đếm là hitori. Hai người chúng ta không đếm là ninin, mà chúng ta phải đếm là futari. Và bốn người chúng ta phải đếm là yonin, hay yonin, không phải là yonin. Và khi chúng ta muốn hỏi bao nhiêu người thì chúng ta sẽ hỏi là nanin desu ka? Hay, cô có bảng thống kê như sau. Hay, đây là cách đếm người từ 1 đến 10 người trong tiếng Nhật. Thì các bạn có thể thấy rằng, hay, 1 người, 2 người và 4 người chúng ta phải lưu ý là hitori, futari và yonin. Còn lại chúng ta chỉ cần số đếm cộng với chữ nin là được. Hay, số 3 là san, vậy 3 người sẽ là sanin. Số 5 là go, vậy thì 5 người sẽ là
gonin hay tương tự với những người còn lại, với cái cách những người đếm còn lại ha, với những cách đếm còn lại. 6 người sẽ là rokunin, 7 người sẽ là nananin, 8 người sẽ là hachinin, 9 người sẽ là kyunin, và 10 người sẽ là jiunin. Hay vậy 30 người sẽ đếm như thế nào nhỉ? Hay sanju, sanjunin. Không, 30 là sanju, vậy thì 30 người sẽ là sanjunin. Hay các bạn đã nắm được chưa nào? Hay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cách đếm thời lượng nè. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đếm giây, đếm phút, đếm tiếng, đếm ngày, đếm tuần, đếm tháng và đếm năm. Hay cách đếm giây chúng ta chỉ cần số đếm cộng với chữ byo là được. Ví dụ như 1 giây sẽ là ichi byo, 2 giây sẽ là ni byo, 3 giây sẽ là sam byo, 4 giây sẽ là yon byo và tương tự. Hay đếm 9 giây sẽ là kyu byo, 10 giây sẽ là jiu byo, 20 giây là ni jiu byo và 45 giây sẽ là Yongju go byo. Này, tiếp theo chúng ta học đến đếm phút. Đếm phút thì chỉ cần số phút cộng với chữ phân hoặc là pân, và cách đọc cũng giống như cách đọc phút ở bài mốc thời gian thời điểm mà chúng ta đã học ở bài trước. Trừ trường hợp 30 phút chúng ta không đọc là han mà phải đọc là sanjup pân. Nhé, đây. Hay 30 phút chúng ta phải đọc là sanjup pân. Này, còn ngoài ra thì cách đọc cũng giống như cách đọc phút ở bài mốc thời gian mà chúng ta đã học rồi ha. Rồi chúng ta tìm hiểu đến số đếm tiếng. Đếm tiếng thì số tiếng cộng với đuôi gì cả. Này, số tiếng cộng với đuôi gì cả. Số 5 sẽ là go. Vậy 5 tiếng sẽ là go gì cả. Số 6 số 10 là jiu. Vậy thì 10 tiếng sẽ là jiu gì cả. Hay có những trường hợp đặc biệt như sau: 4 tiếng chúng ta đếm là yojikan, 7 tiếng chúng ta sẽ đếm là shichijikan, hay hoặc là nanajikan, 9 tiếng chúng ta sẽ đếm là kujikan. Các bạn lưu ý nhé, đơn vị đếm tiếng đồng hồ là jikan. Hay chúng ta sẽ tìm hiểu đến cách đếm ngày. Hay cách đếm ngày thì là số ngày cộng với nichi. Giống cách nói ở ngày tháng ở bài trước chúng ta đã học, nhưng trừ trường hợp một ngày. Ở bài trước chúng ta học ngày 1 là chuitachi, nhưng một ngày sẽ là ichi nichi. Hay còn lại hai ngày hay là ngày 2 chúng ta đều đếm là futsuka. Ngày 3 hay 3 ngày đều là mika. Ngày 4 hay 4 ngày đều là yoka. Tương tự ngày 5 hay 5 ngày đều là ichika. Tương tự. Hay ngày 10 hay là 10 ngày đều đếm là toka. Và 11 ngày trở lên thì chúng ta đã dùng số đếm cộng với chữ nichi. Jiu ichi nichi. Này, 11 ngày. Jiu ichi nichi. Hay 20 ngày các bạn lưu ý là hachika, giống như ngày 20 chúng ta đã học ha. Hay 24 ngày sẽ là nijiu yoka. Hay, tương tự như ở bài trước chúng ta đã học, chỉ khác chỗ một ngày sẽ đọc là ichi nichi thôi. Rồi chúng ta tìm hiểu đến cách đếm tuần. Đếm tuần thì sẽ là số tuần cộng với đuôi siêu cận. Hay, cô có số 2 là ni, vậy thì 2 tuần sẽ là ni siêu cận. 3 tuần sẽ là san siêu cận. Hay, cũng có những trường hợp đặc biệt, 1 tuần chúng ta sẽ đọc là ichi siêu cận. 8 tuần sẽ đọc là hạ siêu cận. 10 tuần chúng ta sẽ đọc là dụt siêu cận. Rồi chúng ta tìm hiểu đến cách đếm tháng. Hay sẽ bằng số tháng cộng với chữ kagetsu. Hay 2 tháng sẽ là ni kagetsu. 3 tháng sẽ là san kagetsu. Là những trường hợp đặc biệt như là 1 tháng chúng ta sẽ đọc là kagetsu, 6 tháng chúng ta sẽ đọc là rokagetsu hoặc là hantoshi, cách nói nửa năm ha, nửa năm. Rồi 8 tháng chúng ta sẽ đọc là hakagetsu và 10 tháng chúng ta sẽ đọc là
Zutkagetsu. 2. 1 tháng, 6 tháng, 8 tháng và 10 tháng là những trường hợp đặc biệt, các bạn hãy lưu ý nhé. Rồi, cuối cùng chúng ta tìm hiểu đến điểm 5. Điểm 5 thì đơn giản, chỉ cần số lượng cộng với chữ nen là được. Ví dụ như là 2 năm sẽ là ni nen. Hay, số 2 là ni, 2 năm sẽ là ni nen. Hay, 3 là san, vậy 3 năm sẽ là san nen. Nhưng có trường hợp đặc biệt duy nhất các bạn cần lưu ý nhé. 4 năm sẽ là yonen. Hay, vậy thì khi mà muốn hỏi mấy giây, mấy phút, mấy tiếng, mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Hay, chúng ta sẽ hỏi là nambyo, mấy giây. Mấy phút sẽ là nanpun. Hay, mấy tiếng sẽ là nanjikan. Mấy ngày sẽ là nannichi. Mấy tuần sẽ là nan siêu cần và mấy tháng sẽ là nan ka getu, mấy năm sẽ là nan nen. Và cô có nghi vấn từ hỏi chung chung bao lâu thì chúng ta sẽ hỏi là dono gurai, hay dono gurai desu ka, bao lâu vậy. Hay, các bạn đã nắm được chưa nào? Bài học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hay, các bạn hãy xem lại cách đếm đồ vật cũng như lượng thời gian nhé. Hay, ありがとうございました。